thì Thảo chỉ cần các bạn tập trung vào hai lớp, đó là lớp biểu bì và lớp trung bì. Lớp biểu bì hay còn gọi là lớp thượng bì. Cả nhà của mình ha. Dạ, có bao nhiêu lớp cả nhà ơi? Hãy comment cho Thảo. Toàn bộ tất cả các chủ spa ở đây, Thảo biết rằng ai cũng trên 2 năm, hoặc có người 5 năm, hoặc có người là 10 năm. Mọi người hãy comment vào trong ô chat giúp Thảo. Dạ, có bao nhiêu lớp? Được chưa? Để Thảo xem coi có ai không biết không? Có ai không biết Gia có bao nhiêu lớp không? Và Thảo tin chắc chắn rằng cái khái niệm về cấu tạo da ngày hôm nay Thảo truyền đạt lại cho các bạn khác hoàn toàn với tất cả ngoài kia, khác hoàn toàn với lại tất cả những điều mà các bạn đã được học rồi. Cả nhà của mình có mong muốn được học cái cấu tạo da này từ Thảo hay không? Cấu tạo da từ Thảo nó rất là dễ hiểu. Và nó gọi là những cái ngôn từ thuyết phục bởi tất cả các gọi là các từ ngữ của mình, được chưa? Rồi bây giờ cả nhà ơi, những bạn nào mà là học trò full của Thảo thì các bạn đã nghe cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà những bạn nào mà chưa bao giờ học thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái điều rất là mới mẻ. Và tất cả những cái khi, những cái chìa khóa ngày hôm nay mà Thảo gửi gắm tới cho các bạn về cái cấu tạo da thì sẽ giúp cho các bạn kiếm ra được rất nhiều tiền từ cái mô hình này. Rồi cả lớp ơi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên trên làn, nhìn lên trên màn hình. Trên tay của Thảo hiện đang cầm đây, đó là một em mô hình da. Và tất cả những cái zoom hoặc là những cái live stream trước, Thảo đều nói với các bạn, khi các bạn soi da, các bạn phải làm sao để một mô hình da và một máy soi da kế bên, để mình có thể làm sao thuyết phục khách hàng được dễ nhất. Và mình chứng minh cho khách hàng nhìn thấy mình là một chuyên gia, chứ không phải mình là một tay ngang hoặc là mình là một người tay ngơ đi qua để làm nghề hay không. Chưa? Thì cả lớp ơi, mình sẽ đi đầu tiên, đó là bào gì, biểu bì có bao nhiêu lớp và tên gọi của từng lớp là gì. Bây giờ chúng ta sẽ đi đầu tiên vào lớp biểu bì. Lớp biểu bì hay còn gọi là lớp thượng bì. Thì ở lớp này có bao nhiêu lớp nhỏ bên trong? Mọi người comment cho Thảo nha. Comment thật là nhanh, có bao nhiêu lớp nhỏ bên trong? Và chúng ta sẽ đi vào từng phần. Rồi comment cho Thảo tên gọi của tất cả các lớp, chứ không comment cái lớp không nha. Hãy comment cho Thảo để Thảo nhìn thấy. Thuần Huyền Trần Thanh, Từng Hạt Gai Đáy. Rồi còn bạn nào nữa không? Có bạn thì là 5 lớp. Vậy thì 5 lớp đó là 5 lớp gì? Các bạn hãy comment ra cho Thảo nha. Từng Hạt Gai Đáy trong Nguyễn Thị Hiệp, sai vị trí nha. Comment lại cho em nha. Comment sai vị trí Thảo cũng không đồng ý nha. Rồi con có ai mà có 5 lớp không? 4 lớp đó là sky đấy. Còn 5 lớp đó là lớp. Rồi gì nữa? Sáng hoặc là trong. Rồi bắt đầu tiếp tục là hạt gai đấy. Được chưa? Ok chưa? Rồi ok, Thảo thấy rất là nhiều bạn nắm rõ rất là nhiều cái kiến thức này. Thì cái lớp trong là cái lớp mà chúng ta không cần quan tâm tới. Vì sao? Cái lớp trong đó là cái lớp mà nó hay có ở ngay móng tay hoặc là móng chân. Lúc mà chúng ta đi làm nail, chúng ta sẽ nhìn thấy cái dai dai trong trong á. Thì không cần tập trung vào da bề da thì đó là từng hạt gai và đáy. Ok chưa cả lớp? Thì sừng là một lớp da chết được diễn ra sau chu kỳ thay da từ 28 cho tới 35 ngày. Là lớp trước rất là nhiều độc tố toxin. Các bạn ơi, độc tố toxin là gì? Hãy comment cho Thảo nha. Độc tố toxin là gì? Bao nhiêu bạn đã xem cái live stream hồi lúc mà Thảo đã chia sẻ về độc tố toxin thì sẽ không còn lạ. Nếu như bạn nào chưa hoàn toàn chưa biết về độc tố toxin, comment số 1. Còn nếu như những ai đã biết về độc tố toxin rồi thì hãy giải thích cho Thảo biết. Còn nếu như mà các bạn đã biết quá nhiều thì Thảo sẽ bỏ qua module này. Nếu như cái số 1 nhiều, Thảo sẽ tập trung lại và Thảo sẽ giải thích và Thảo sẽ nói cho các bạn. Được chưa? Không đơn giản là tế bào chết đâu các bạn. Thảo thấy có nhiều bạn comment đó là tế bào chết. Không đơn giản là tế bào chết, được chưa? Rồi tất cả các tình yêu, ôi trời, số 1 quá nhiều luôn. Vậy thì hiện tại ngay bây giờ Thảo sẽ chia sẻ cho các bạn một phương pháp, một kỹ thuật làm để thải độc tố toxin ra để có tiền. Các bạn có học hay không? Hiện tại bây giờ Thảo sẽ cho các bạn
một phương pháp để giải quyết được cái độc tố toxin này, để giải quyết cho các bạn biết rằng là cái độc tố toxin này khi mà làn da nào bị và làn da nào không bị, được chưa? Thì cái độc tố toxin này nè các bạn, đó là do tế bào chết được sinh ra, là ý thứ nhất. Và cái thứ hai mình hay còn gọi đó là do bị bích tắc lỗ chân lông, do những cái gốc tự do của mình ở bên trong nó đã bị oxy hóa hết rồi, được chưa? Trên da mặt của mình sẽ có rất nhiều loại độc tố kim loại nặng, những cái loại mà chứa về vi khuẩn nè. Thì hiện tại chúng ta đang sinh sống trong một môi trường có quá nhiều cái khí thải hóa học ra từ các phương tiện giao thông nè, từ các nhà máy nè, rồi từ các nguồn nước rất là ô nhiễm luôn. Thì các bạn sẽ biết rằng là có những chị em còn sử dụng những cái sản phẩm, những cái mỹ phẩm kém chất lượng, làm cho làn da của mình có một cái độ bám kem á, ở trên làn da rất là lâu ngày. Thì từ những cái điều đó sẽ khiến cho làn da của chúng ta bị nhiễm kim loại nặng, hay còn gọi là những vi khuẩn lâu ngày tích tụ lên trên da, nó sẽ chuyển hóa thành độc tố. Các độc tố này nó là các tác nhân phá hủy các tế bào bên trong, nó tiêu diệt hệ miễn dịch tự nhiên của da. Có ai không biết hệ miễn dịch tự nhiên của da không các chủ spa ơi? Nó sẽ ngăn cản cái quá trình đưa dưỡng chất sâu vào da. Nếu như các bạn mà bị chứa độc tố toxin này, các bạn sẽ bị vấn đề đó. Cả nhà mình nhớ chưa? Mình sẽ nói với khách hàng của mình là chị ơi, nếu như mà làn da của chị bị độc tố toxin này thì nó sẽ làm cho các cái tế bào ở trong của chị á, nó sẽ bị phá hủy dần. Và khi mà mình bôi serum á, tại sao có những chị khách hàng bôi serum một tuần hiệu quả, nhưng có những chị khách hàng bôi serum 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần không thấy một cái vấn đề gì xảy ra trên da luôn? Có nghĩa là nó cứ như vậy các bạn, nó không hoàn toàn là nó không có tác dụng gì trên làn da luôn. Thì là do nó cái quá trình mà độc tố toxin này nó ngăn cản lại cái dụng chất bị đưa vào da của mình. Thì cái độc tố toxin này làm sao để mà các bạn biết được là khách hàng của mình bị? Qua cái quan sát, được chưa? Khi mà mình nhìn thấy cái làn da của khách hàng của mình vừa mới gặp mình nhìn, ủa sao cái làn da của chị này rất là trắng sáng và căng bóng, nhưng chỉ sau 5-10 phút hoặc là 15 phút mình nhìn thấy cái làn da của chị này nó sạm lại, giống như là mình nghĩ rằng là mình bị hoa. Nó không muốn anh phải đứng đây làm á. Độc tố toxin không phải là sợ anh đang coi chơi game ấy. Toxin và corti là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không giống nhau nha Hằng Nga ơi. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta vừa mới thấy mặt khách hàng vừa mới sáng, tự nhiên không biết sao mình nhìn lại mình thấy là tối màu, mình kiểu giống như là mình đang nghĩ là mình hoa mắt á. Thì không phải nha các bạn. Thì cái làn da đó mình sẽ hỏi khách hàng là chị ơi, có phải là sáng mình ngủ dậy sau khi mình rửa mặt xong, làn da của mình rất là săn chắc và làn da của mình rất là có sức sống, nhìn thấy nó trắng sáng và nó căng bóng rất là đẹp, nhưng cho tới khoảng tầm 3-4 giờ chiều thì làn da của mình sẽ bị tối màu hoặc là bị xám xịt lại, hoặc là cứ 15 phút, 20 phút nó chuyển đổi, nó giống như là con tắc kè vậy đó. Thì cái bạn này chắc chắn là đã bị gì? Độc tố toxin, được chưa? Độc tố toxin này Thảo đã chia sẻ trong cái cuốn sách Tâm sự nghề spa rõ, rất là rõ về quy trình. Các bạn có thể là mở cái trang cuốn sách đó ra, Tâm sự nghề spa ra, để các bạn xem cái quy trình mà cụ thể, và các bạn sẽ tư vấn cho khách hàng của mình là khi mà bị nhiễm độc tố toxin này, mình sẽ có hai phương pháp để đào thải ra. Thứ nhất đó là uống trong, và thứ hai đó là thải ngoài. Thì uống trong mình sẽ tư vấn cho khách hàng của mình những thành phần nào mà làm trẻ hóa bên trong. Ví dụ như là curcumin, ví dụ như là gốc, là những cái thành phần chống oxy hóa lại từ bên trong. Cách thứ hai là mình sẽ cho khách hàng đào thải và bôi thoa tại nhà. Nếu như mà tình trạng nào nặng, mình sẽ cho thải liên tục mỗi một ngày 30 phút. Còn tình trạng nào mà nhẹ, mình sẽ cho 2 ngày một lần, 3 ngày một lần. Và dần dần làn da đã hết độc tố toxin rồi, thì 1 tuần một lần, 2 tuần một lần, 4 tuần một lần, mình sẽ thư ra từ từ. Thì cái độc tố này da của ai mà càng nhiều á, thì khi mà mình đào thải ra cái làn da nó đỏ âu lên luôn. Nhưng mà chỉ sau từ 5 cho tới 10 phút, 15 phút thì cái làn da của mình nó sẽ giảm màu trở lại. Một hồi nữa sau khi đi qua cái quá trình này thì Thảo sẽ giải thích cho các bạn về điều trị mụn, lý do vì sao mà các bạn cứ mãi mê tê chăm chăm đi tìm sản phẩm điều trị, nhưng các bạn đang không hiểu rõ được cái
hiểu được là điều trị nám và điều trị mụn hoàn toàn không hề khó mà rất là đơn giản, được chưa cả nhà? Thì sừng là lớp mà có chứa từ 10 đến 20 hàng tế bào, là lớp ngoài cùng của biểu bì. Những cái tế bào này nó sẽ bị mất nhân và nó trở thành tế bào chết, tự động bong tróc ra khỏi bề mặt. Thì cả nhà của mình biết rằng chức năng chính của da là gì, các bạn hãy comment vào trong ô chat là bảo hai cái đứa này thôi chưa? Không nô đâu, mẹ đi làm nô ở đây đâu. Chức năng Thảo không hỏi những cái chức năng phụ mà Thảo cần các bạn tập trung vào chức năng chính của da. Các bạn có biết chức năng chính của da đó là gì hay không? Rồi Thảo thấy là bảo vệ rồi tiếp tục cho Thảo. Thảo mong muốn nhìn thấy một cái chức năng đúng của làn da. Các bạn quên, các bạn hay bị quên cái đó đi. Ok chưa? Đúng rồi, đây hai chị thấy có Kiều Oanh nè. Chức năng chính của da đó là tái tạo da, hay còn gọi là thay da, đúng chưa? Các bạn hãy nhớ cho Thảo cái điều này. Nếu như các bạn bị thâm, các bạn không có da, các bạn không cần vi tảo, thì sau 1 tháng cho đến 3 tháng thì làn da của mình làm sao? Tự động hết, không cần các bạn phải tác động vào, được chưa? Đó, chị Lâm Thị Mỹ Dung, chức năng chính của da đó là tái tạo da, hay còn gọi là thay da. Ai cũng biết da có chức năng là bảo vệ, là hô hấp, là điều hòa thân nhiệt, là điều tiết. Mình biết hết tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng là một chủ spa thì chúng ta không cần quan tâm tới cái vấn đề đó nhiều, mà chúng ta chỉ tập trung vào là làn da này có chức năng đó là thay da, hay còn gọi là tái tạo da. Thảo sẽ cho các bạn 3 chu kỳ như thế này. Nó hay diễn ra từ 30 cho đến 40 ngày, nó sẽ từ 25 cho tới 35 ngày. Từ 30 tuổi cho tới 40 tuổi nha, Thảo nói nhầm. Từ 30 tuổi cho tới 40 tuổi, quá trình tái tạo da này sẽ diễn ra từ 28 cho tới 35 ngày. Chu kỳ thứ hai là từ 40 tuổi cho tới 50 tuổi, nó sẽ diễn ra là từ 40 ngày cho tới 60 ngày. Và chu kỳ thứ ba là từ 50 cho tới 60 tuổi, sẽ diễn ra từ 60 ngày cho tới 90 ngày. Thì khi mà một vết thâm, ví dụ như hiện tại trên trán Thảo có một vết thâm, hiện tại thì Thảo đã gần 30, thì có phải nếu như để quá trình này diễn ra tự nhiên thì cái làn da của Thảo sẽ phải mất tới 28 ngày, đó là rơi vào khoảng tầm 1 tháng thì cái vết thâm này của Thảo mới biến mất đi. Nhưng bây giờ khi Thảo bước vào một spa, người ta được học hành bài bản và người ta có những cái logic khoa học, người ta sẽ tư vấn cho Thảo như thế này. Chị Thảo ơi, nếu như mà bây giờ chị Thảo đồng ý làm cái liệu pháp tiêu da sinh học từ của spa của em, thì cái vết thâm này của chị Thảo nó chỉ diễn ra và nó mất cái màu này đi sẽ khoảng trong vòng 1 tuần lễ thôi, đó là 7 ngày. Còn nếu như chị để tự nhiên thì nó vẫn hết. Vậy thì tại sao chị Thảo không trải nghiệm một buổi ở bên em để cái vết thâm này của chị Thảo làm sao biến mất đi? Có phải là khi làn da của chị em của mình mà có mụn, có thâm ở trên cái bề mặt thì có phải chị em của mình rất là mất tự tin không? Thì khi mà mình nghe bây giờ mình làm cái liệu trình này xong, chỉ khoảng tầm 7 ngày thôi là làn da của chúng ta đã làm sao? Đã được mất cái vết thâm này rồi. Thì khách hàng sẽ nhìn thấy rằng, và các bạn hãy nhớ tâm lý của một người đi mua hàng, người ta sẽ rất tin vào những cái số liệu mà được đưa ra dẫn chứng. Và những cái nguồn này nếu như khách hàng mà người ta có đánh lên Google hoặc là người ta có search thì người ta vẫn biết rằng mình là một chủ spa truyền cho người ta kiến thức rất là đúng, được chưa? Rồi bây giờ các bạn hãy trả lời cho Thảo một cái câu hỏi như thế này nha. Nếu như một người mẹ và một người con cùng đi vào trong spa của mình để làm, hoặc là hai người bạn chơi với nhau mà một người 30 tuổi và một người 50 tuổi, mình cùng làm một cái liệu trình đó là peel da, mình cùng làm một liệu trình peel da. Nhưng sau 2 tuần hai người khách hàng này quay lại, một bạn thì làn da rất đẹp nhưng còn một bạn thì làn da chưa có sự thay đổi, thì lúc đó khách hàng rất là khó chịu. Vậy nếu như các bạn chưa có được cái chu kỳ như thế này thì các bạn tư vấn cho khách hàng như thế nào để thuyết phục? Các bạn hãy comment vào trong ô chat giúp Thảo. Các bạn hiểu cái tình huống mà Thảo đưa ra không? Hai người bạn cùng chơi với nhau, một người 30 tuổi và một người 50 tuổi, cùng làm một liệu trình, cùng trả cùng một số tiền luôn. Ví dụ như mình làm là 3 triệu một lần peel da đi. Hai khách hàng này cùng làm như vậy luôn và cùng xài một loại tế bào gốc. Tại sao? Con đi mẹ đi xuống kia mẹ hỏi ở đây đâu. Các khách hàng quay lại, một bạn rất đẹp,
đẹp và một bạn hoàn toàn làn da không có sự cải thiện luôn. Bây giờ khách hàng đang rất là nóng, khách hàng đang rất là bực. Và bây giờ khách hàng chỉ muốn rằng là bây giờ phải giải quyết cái vấn đề này ngay lập tức. Vậy thì cái lúc đó các bạn sẽ phải giải thích như thế nào nếu như các bạn chưa được thảo cung cấp cái độ tuổi như thế này, đúng không? Rồi các bạn nhìn vào comment đi, do độ tuổi và thời gian tái tạo rất là khác nhau. Thì khi mà chúng ta có cái modem này, chúng ta biết được cái chu kỳ thay da như thế này, thì chúng ta sẽ mời hai khách hàng đó ngồi xuống và chúng ta sẽ phân tích. Thì khách hàng nghe rất là logic, thì khách hàng sẽ không cảm thấy là rất là bực mình với mình, đúng chưa? Chị ơi, tại vì bây giờ làm sao, chị đang là 30 tuổi, không nghe gì dạ hả? Cả lớp ơi, cả lớp có đang nghe Thảo nói không? Cả lớp đang nghe Thảo nói rõ thì các bạn comment cho Thảo là rõ nha. Nghe rõ đúng không? Rồi bạn nào mà không nghe Thảo nói rõ thì các bạn hãy tắt tiếng rồi bật lại, hoặc là thoát gom ra rồi vô lại. Có hay không cả lớp ơi? Cả lớp mình có muốn học tiếp cái về cái cấu tạo da này không? Hay là bỏ qua cái cấu tạo da này đi vào cái phần khác? Cả lớp của mình có thật sự là mong muốn Thảo nói về cái phần cấu tạo da này cho các bạn không? Đây mới là một phần mở đầu thôi nha các bạn, chưa đi sâu vào một điều gì đâu. Khúc kế nữa nó còn hay dã man nữa, các bạn sẽ chưa bao giờ nghe được cái điều này ở đâu dạy cho các bạn hết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói như thế này. Chị ơi, hiện tại bây giờ chị là 30 tuổi và chị này là 50 tuổi. Thì cái quá trình tái tạo da hoặc là cái quá trình thay da nó diễn ra nó hoàn toàn khác nhau. Chị 30 tuổi thì chỉ trong vòng 1 tháng, từ 14 cho tới bao nhiêu, 28 ngày là làn da đã thay đổi rồi. Nhưng còn chị hiện tại là đang là 50 tuổi thì cái quá trình thay da nó sẽ phải diễn ra từ 40 cho tới 60 ngày lận. Thì mình nghe như vậy chị có thể là thấy ngắn, nhưng mà thật sự ra nó rất là dài. Thì khi mà chị hiểu được cái vấn này, khi mà chị hiểu được cái vấn đề này rồi, thì chị có biết rằng là tại sao cùng làm một liệu trình nhưng mà da bạn của chị lại hiệu quả hơn chưa? Nhưng mà thôi, ngày hôm nay chị đã lỡ đến đây rồi thì bên em sẽ tặng cho chị một buổi chăm sóc da chuyên sâu để có thể là làm sáng cái nền da của mình, kích hoạt cái quá trình này nó sẽ diễn ra được nhanh chóng hơn nha. Thì bắt đầu khách hàng sẽ cảm thấy rằng là bạn này tư vấn cho mình rất thuyết phục dựa trên những con số, dựa trên những thông số mà Thảo vừa đưa ra. Các bạn hãy làm giống như Thảo nha. Khi mà tất cả các khách hàng đang bực mình với mình thì làm sao? Mình không thể nào mà mình kháng cự lại khách hàng, mà bằng cách mình phải chấp nhận và mình vuốt ve khách hàng, mình phải nương chiều theo khách hàng đã. Dạ đúng rồi, hiện tại bây giờ em nhìn thấy rằng là cái làn da của chị thật sự là không có đẹp bằng bạn của chị. Nhưng mà chị yên tâm đi, bây giờ chị ngồi xuống đây nha, em sẽ giải thích cho chị hiểu được về cái cơ chế này nha. Cả nhà ơi, có hay không cả nhà? Em thấy là bạn Nhạn nè comment nè, Ngọc Quỳnh comment nè. Những cái yếu tố của cái modem cấu tạo da này, tất cả toàn bộ những cái ngóc ngách của nó đều lôi ra để làm gì? Để mình có thể nói chuyện với khách hàng của mình nha. Để mình tư vấn, ví dụ như các bạn là một người mới hoàn toàn bước vào nghề, các bạn sẽ không thể nào có vốn từ sẵn để các bạn tư vấn cho khách hàng, mà các bạn phải dựa vào toàn bộ những kiến thức này, những kiến thức nền này, để các bạn có thể làm sao làm một chuyên gia trong mắt khách hàng, và mình rất là tự tin để mình truyền đạt cho khách hàng của mình nha. Rồi ok, em cảm ơn chị Mai My, em cảm ơn chị Wendy Hiền Thu, chị cảm ơn Kim Phượng nha. Rồi bây giờ cả lớp ơi, sau khi mà mình đi qua lớp sừng rồi thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục làm sao? Nội mà lớp sừng thôi thì mình đã có thể chốt khách hàng rất là nhiều dịch vụ rồi cả nhà ơi. Cả nhà hãy trả lời cho Thảo, phục da mua ở đâu hả? Phục da mua cô Thảo, cô Thảo có, hoặc là lên Shopee mua, được chưa? Dạ ok, em cảm ơn chị Ngọc Diệp, rất là hay đúng không? Rồi cả nhà ơi, cả nhà hãy trả lời cho Thảo biết cấu tạo da là gì, các bạn hãy comment cho Thảo nha, cấu tạo da là gì. Nhưng mà nếu khách nói chị biết là vậy, nhưng chị làm view da để đẹp hơn mà thấy bây giờ chưa làm xong mà chưa đẹp, thì chị Hoa Nguyễn mới giải thích cho khách hàng và làm sao. Có nghĩa là một là mình phụ thuộc vào kỹ thuật tay nghề của kỹ thuật viên đó chưa đạt chuẩn. Tại vì khi hai bạn khách hàng cùng nằm làm, có phải là hai bạn kỹ thuật viên ngồi hai nằm hai giường để làm hay không? Thì chị hãy check lại cái tay nghề của bạn kỹ thuật viên mà làm cho các khách hàng đó. Có nghĩa là dùng cái độ build chưa đạt tới. Cùng là một làn da, cùng là một sản phẩm, nhưng cùng là một sản phẩm nha, chứ không phải là cùng là một làn da, Thảo nói lộn. Cùng là một sản phẩm build da,
Nhưng đâu phải làn da nào cũng chỉ xài 1ml. Làn da nào cũng xài 5%, làn da sạch nào cũng xài nồng độ 10%. Nó đói đúng rồi các bạn. Anh đói thế không? Các bạn kỹ thuật viên đó phải là dạ, cảm ơn con. Ví dụ như đây. Mình build thì mình phải lựa chọn là build nông, build trung hay là build mang sâu. Nước mía ra cho em uống miếng đi. Tế vào cái đó thì mình mới giải quyết được tiền. Rồi hai em mồm cho ba người thôi. Rồi các bạn ơi, comment trả lời cho Thảo tiếp tục. Bài học ngày hôm nay rất là dài, cho nên là cả nhà của mình hãy nhanh chóng lên. Khi mà Thảo đặt câu hỏi, các bạn trả lời liền ngay lập tức nha. Hoa Nguyễn có thấy là thuyết phục cái điều này hay không? Khi mà bất cứ một sản phẩm gì mà vào tay Thảo, Thảo làm không ra kết quả mà hơn 100 chủ spa hoặc là 200 chủ spa khác làm ra kết quả, thì Thảo sẽ quay lại, Thảo nhìn nhận về tay nghề và kỹ thuật của mình, xem coi mình có làm đúng chưa, hoặc là xem thôi mình có làm bị thiếu nồng độ, mình có làm thiếu mil trên cái làn da của khách hàng đó hay không, trước khi mà mình trách nhà sản xuất sản phẩm. Ok chưa? Mil da thì rất là nhiều hãng nha anh Hoàng ơi, mil da cực kỳ nhiều hãng luôn. Nhưng mà từ đầu cho đến cuối ngày hôm nay, Thảo sẽ có rất là nhiều phần quà dành cho các bạn. Anh đã mới pha đây, thấy Thuyền luôn với lại cái bạn nha. Hay đó mà mấy cái con bé đó, xong cái tiền thì nhớ tới cái TikTok của Thùy Dung với bé đó hay lắm. Rồi ok, bây giờ mình em biết không biết, comment không biết nhanh lên để mình có thể đi tiếp tục bài học được chưa? Nếu như không biết cấu tạo da là gì ghi em không biết. Nếu như mà biết rằng cấu tạo da là gì comment biết được chưa? Để mình có thể đi tiếp tục. Về cái phần cấu tạo da này, Thảo sẽ giúp cho tất cả các bạn tư vấn được liệu trình căng bóng, được liệu trình cấp nước. Toàn bộ spa của mình đang ngồi ở đây, có biết có ai chưa làm liệu trình căng bóng, có ai chưa làm về liệu trình cấp nước hay không? Tại vì các bạn chưa biết về cấu tạo da, rất là nhiều bạn ngày hôm nay chưa biết luôn. Vậy thì một hồi nữa mà Thảo dạy xong cái gom này là toàn bộ các bạn phải chuyển khoản tiền học cho Thảo nha. Được không? Module này Thảo đang dạy là Thảo có thu phí, chứ không phải là Thảo không thu phí như ngày hôm nay đâu. Được không? Toàn bộ tất cả các thành viên có đồng ý không? Là sau cái gom này học xong mà cảm thấy quá hay thì sẽ chuyển tiền học phí cho Thảo được không? Hoặc là chuyển tiền học phí cho Bác Hà. Tại vì Bác Hà là người gì? Bác Hà là người đã tổ chức cái gom này ra cho chúng ta. Được không? Rồi ok, bây giờ Thảo sẽ tập trung lại nha. Cấu tạo da sẽ bao gồm viết bài tập trung nha. Viết bài xong trong tập, viết bài xong trong laptop máy tính rồi thì hãy comment vào trong ô chat. Dạ ok, chị Kiều Bảy. Chị Kiều Bảy em thấy là chị rất là xiên. Zom nào em cũng thấy rất là tích cực luôn. Ngày hôm nay trong Zom ngày hôm nay, những bạn nào mà tích cực từ đầu đến cuối, Thảo cũng sẽ có quà tặng cho các bạn. Quà Thảo sẽ công bố và trao cho các bạn ngay cuối, trước khi mình tắt phòng Zom. Được không? Cả nhà mình có thích điều này không? Rồi ok, bây giờ cấu tạo của da sẽ bao gồm đó là 70% là nước, 27% là protein và 3% là chất vô cơ hữu cơ và mỡ. Viết bài cho Thảo tập trung. Ok, dạ em cảm ơn chị Thanh Thảo nha. Rồi cả lớp ơi, mình hãy tập trung vào cấu tạo da. Mình có hay nghe không? Cơ thể của mình sẽ chiếm 70% là nước, 27% là protein và 3% là chất vô cơ hữu cơ và mỡ. Ok, chị cảm ơn ông IG nào viết rất là chính xác. Tại sao mà các bạn phải tập trung vào cái phần cấu tạo da này? Ok, cảm ơn Linh Trần Lê nha. Cấu tạo da là nước, 70% là nước. Vậy thì mình hãy bóc cái dữ liệu này, mình hãy bóc cái kiến thức này ra để mình tư vấn cho khách hàng. Khi mình nhìn thấy một nền da rất là khô, một nền da làm sao không căng bóng, một nền da xám xịt cái màu lại, thì chúng ta sẽ nói rằng: chị ơi, nhớ là khi mà tư vấn không nói lớn giống như Thảo nha. Các bạn sẽ nhìn thấy Thảo sẽ thay đổi trạng thái rất là nhanh. Khi mà Thảo giảng dạy, Thảo phải làm sao? Thảo phải nói cho các bạn được thức tỉnh. Nhưng khi mà Thảo tư vấn cho khách hàng, Thảo sẽ sử dụng một cái giọng điệu rất là nhẹ nhàng và du dương. Mình nhìn thấy cái nền da của khách hàng, bước vào mình thấy chỗ cái làn da này nó khô, cái làn da này xám xịt à, cái làn da này là không đủ nước nè, hoặc là cái làn da này là giống như Thảo là không uống nước từ bên trong, mình không cung cấp từ bên trong, thì bắt buộc Thảo phải bổ sung cấp nước từ bên ngoài. Thì mình sẽ giải thích với khách hàng mình như thế này: chị ơi, chị có biết rằng là da của mình chiếm 70% là nước không? Cho con ăn đi trường ạ. Là mỗi một ngày chị uống bao nhiêu nước cho làn da của mình không? Nhưng mà theo em biết rằng là chị rất là ít uống nước luôn. Chị uống sẽ không bao giờ đủ 2
lít nước một ngày. Bản thân của em cũng vậy. Em ơi, im lặng cho mẹ ôm, mẹ đi nha, mẹ không ở đây đâu. Bác sĩ khuyên mình cái điều đó rất là tốt. Thì thay vì bây giờ chị không uống được thì bên em sẽ có hai chương trình để giúp cho mẹ mỏi. Bỏ đây. Duy trì cho tới cuối cùng, Thảo sẽ tặng cho các bạn phương pháp, cái bài Thảo không biết các bạn có đọc hay không, đó là ABC. Mình phải có 3 gói dịch vụ ABC để mình chốt khách hàng được một liệu trình cao nhất. Bao nhiêu bạn mong muốn rằng Thảo sẽ trao cái bí kíp mà upsell đó để đã giúp cho học viên của Thảo chốt sale cực kỳ cao trong tất cả các khách hàng của mình luôn, thì các ẩm đủ đẹp và đủ căng bóng, khách hàng sẽ bị thuyết phục bởi cái điều đó từ mình. Được chưa? Cho nên mình phải là sản phẩm, mình phải là kết quả của sản phẩm mà mình đang sử dụng. Bây giờ mình nói mình điều trị mụn mà làn da của mình quá trời mụn. Mình nói là mình làm rất là đẹp mà làn da của mình không có đẹp, làn da của mình xấu, thì làm sao mình có thể thuyết phục được liệu trình mụn 15 triệu của chị Thảo. Chị Thảo bao sản phẩm không chị? À, bao sản phẩm, đây là một câu chuyện khác về giá nha. Chị ơi, chị nói chậm thôi hả? Chị mà nói chậm thì không kịp giáo án, và chị nói chậm chị sẽ không có năng lượng để chị nói, được không? Cho nên là cả nhà của mình khi học với Thảo thì cố gắng là chạy theo Thảo nha. Nói chậm quá Thảo không nói được. Chị đây, chị Ngọc Quỳnh ơi, chị Ngọc Quỳnh có theo em kịp không? Tại vì em thấy chị Ngọc Quỳnh khi mà em nói tới chị Ngọc Quỳnh cười á. Chị Ngọc Quỳnh có theo bài em kịp không? Thùy Dung có theo kịp cái tốc độ mà chị đang đi không? Toàn bộ tất cả mọi người đang ngồi trong phòng giao này, chị Ngọc Quỳnh nè, Thùy Dung nè, có theo kịp không? Hay là cần Thảo phải giảm tốc độ lại? Như vậy, bao nhiêu chủ spa đang ngồi ở đây khi mà tư vấn cho khách hàng làm liệu trình, làm dịch vụ của bên mình, thì khách hàng nói không, chị chỉ cần mua sản phẩm về nhà bôi thôi thì cũng hiệu quả. Bao nhiêu bạn gặp trường hợp như vậy, comment cho Thảo số 5. Bao nhiêu bạn khi mình tư vấn khách hàng, trả lời rằng là không, chị không cần làm. Chị bạn hãy comment cho Thảo số 5. Và nếu như gặp trong trường hợp này, các bạn sẽ giải quyết như thế nào? Ok chưa? Các bạn sẽ giải quyết như thế nào? Thảo thì Thảo sẽ giải quyết theo toàn bộ tất cả các kiến thức về cấu trúc của da, như cái lớp sừng vừa hồi nãy, như cấu tạo da vừa hồi nãy ở bên trên. Chị ơi, chị có biết không, hạt là lớp quan trọng nhất trong việc điều trị da và hoàn thiện sắc tố màu da. Nếu như bây giờ cái lớp sừng của chị nghĩ rằng ở nhà chị sử dụng tẩy tế bào chết, chị sử dụng BHA, AHA để chị làm sạch cái lớp sừng đi, thì em xin thưa rằng là cái điều đó không thể nào làm sạch được đâu chị. Khi mà cái lớp sừng nó quá dày, nó không làm ra được cái lớp hạt. Hạt là lớp quan trọng nhất trong việc điều trị da. Tại sao mà em khuyên chị trước khi mà chị mua cái bộ sản phẩm này, chị đem cái bộ sản phẩm này về nhà chị dùng, chị nên cho tụi em làm một buổi để chị cảm nhận thử đi. Chị xem coi là ngày hôm nay chị làm cái làn da chị cải thiện, chị build da xong hoặc là chị vi tảo xong, chị về chị sử dụng sản phẩm xem coi là lời của em nói có sai hay không, hay là lời của em thuyết phục chị hoàn toàn là đúng. Tại vì khi mà chị lên trên spa của em, bên kỹ thuật viên của em sẽ làm gì? Sẽ làm sạch, sẽ tẩy trang, sẽ làm rất là nhiều bước. Tất cả các cái công đoạn này không thể nào mà cái người bình thường người ta cũng làm được. Nếu như mà ai cũng làm được hết rồi thì chị em của tụi em không phải đi học ngày học đêm như thế này đâu chị. Khi mà mình thuyết phục khách hàng toàn bộ bằng kiến thức, khách hàng sẽ thấy rằng có rất nhiều lỗ hổng mà khách hàng không được biết. Có phải là rất nhiều chị chủ spa đang ngồi ở đây chẳng biết cái lớp hạt là cái lớp quan trọng nhất trong việc điều trị da cho tới khi Thảo nói cái điều này ra không ạ? À? Đúng không cả nhà? Hạt là một lớp rất là quan trọng. Khi mà làn da của mình còn lớp sừng, mình bôi thoa 1.000 sản phẩm lên, mình bôi thoa sản phẩm đó có 10 triệu hay 20 triệu đi chăng nữa, thì cái bề mặt da của chúng ta cũng sẽ không bao giờ hấp thụ được sản phẩm. Các chị em đang ngồi đây với Thảo có công nhận rằng làn da của chị, ai làm chủ spa, làn da cũng rất là non không? Rất là trẻ. Tại vì sao? Tại vì tuần nào chị em của mình cũng build da, chị em của mình cũng làm phương pháp này, phương pháp kia, tiêm meso, cấp nước, cấp ẩm, tá lả hết á. Nhưng mà những người khách hàng khi mà người ta, mình nhìn cái làn da của người ta, mình nói tại sao cũng là phụ nữ như nhau nhưng người ta không chăm sóc, là tại vì người ta không có những cái kiến thức chuyên sâu giống như là chị em của mình. Vậy thì chị em của mình phải có nhiệm vụ khi mà một khách hàng bước tới spa của mình,
mình hãy trao giá trị, nhớ cái bốn cái lúc đầu Thảo nói không? Mình hãy trao giá trị cho khách hàng bằng cách mình biết cái gì, mình hãy cho khách hàng biết điều đó. Chị ơi, lớp sừng của mình là từ 10 cho đến 20 hàng tế bào. Không thể nào mà chị sử dụng mấy cái tẩy tế bào chết vật lý, chị chà 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 như vậy nè, là nó ra hết được đâu. Cái cảm giác đó chỉ là một cảm giác tức thời mà thôi. Có phải chị thấy rằng là chị tẩy da chết xong, sau một ngày qua ngày mai làn da chị nó trở lại như cũ không? Nhưng khi mà chị tới spa cho tụi em thực hiện các cái kỹ thuật, thực hiện những cái phương pháp, tụi em là một người được đi học, tụi em được đào tạo bài bản ra từ hãng, tụi em sẽ làm cho làn da của chị duy trì cái này rất là lâu. Có phải rằng là khi mà mình vi tảo, cùng là vi tảo, nhưng khách hàng về nhà vi tảo sẽ không bao giờ hiệu quả bằng spa không? Hoặc là các bạn chủ spa ở đây, ai đã từng tự làm mặt cho mình nhưng mà mình không biết làm sao khi mà nhân viên nằm làm cho mình á, thì làn da của mình rất hiệu quả hay không? Các chị có muốn Thảo giải đáp cái vấn đề này thì phải comment vào trong ô chat cho Thảo nha. Từ nãy giờ Thảo không thấy bạn nào comment cho Thảo hết. Các bạn có nghe Thảo nói rõ không? Nhớ là nếu như mà các bạn không comment cho Thảo là Thảo sẽ ngưng. Tại vì Thảo không biết rằng là cả lớp của mình có đang lắng nghe Thảo nói hay không. Được chưa? Rồi, ok, tất cả các tình yêu. Các tình yêu có bị cái vấn đề đó không? Ai bị thì comment là tôi bị. Ai bị? Nếu như mà mình tự đứng mình làm cho mình nè, hoặc là mình nằm cho nhân viên mình làm. Tại sao nhân viên của mình nó làm rất là đẹp cho mình nhưng mà tự bản thân của mình làm á thì mình sẽ không có đẹp? Các bạn có thấy điều này không? Tại vì khi mà Thảo làm cho mẹ của Thảo, khi mà Thảo làm á, Thảo là một người rất là chi tiết và gọi là Thảo tỉ mỉ lắm, Thảo hay soi lắm. Thì có một hôm Thảo làm vi tảo cho mẹ, hôm đó Thảo lười. Thì sau khi nghe hay quá quên comment hả, không chịu nha, phải comment cho Thảo, ai mà không comment là Thảo giận nha, được chưa? Khi mà các bạn làm á, các bạn có thấy là như vậy không? Khi mà mình làm vi tảo, mình nằm cho nhân viên mình làm á, thì mình sẽ được lao. Mình được lao thì vô tình là mình đang ấn cái kim á, nó vào sâu lên trong da. Nhưng nếu như mà bản thân mà mình tự làm, có phải là mình đi vô toilet xong mình tạt nước lên không cả nhà? Mình tạt nước lên thì vô tình làm sao? Kim nó ọc ngược ra ngoài. Khi mà mình nằm, mình lau khăn, mình sẽ một lần nữa ịn kim vào da. Đúng chưa? Nhưng nếu như mà mình tự làm, thôi lười lau lắm, với lại lau ấn kim vô nó đau, thôi để đi vô nhà vệ sinh, bắt đầu hất nước lên, hất nước lên. Thì khi mà cái lực nước nó tác động vào da, nó sẽ ọc ngược kim ra ngoài. Vô tình các bạn nhìn thấy rằng là ủa sao mà mình rửa mặt xong, mình lau mặt xong, mình không có còn cảm giác là kim khi giống như là mình nằm làm. Thì có phải là cái chỉ có một cái yếu tố nhỏ xíu như vậy thôi mà các bạn sẽ làm cho cái làn da của mình bị thay đổi không cả lớp ơi? Có đúng điều đó không các bạn? Có bạn nào mà tự làm á thì họa may phước lắm mà xiên á thì có thể là tự lau. Nhưng mà tự lau á thì sợ đau. Không phải là có lý đâu Linh, mà là đúng, không có lý ở đây đâu nha. Đúng là tại vì sao? Thảo là người đã làm rồi và mẹ của Thảo nói, Thảo ơi hình như ngày hôm nay kim nó không còn trong da. Mẹ rửa mặt xong mẹ rờ rờ như vậy nè, kim nó hết rồi Thảo, thôi bữa sau đừng làm như vậy nữa nha Thảo. Và hầu như cái bữa đó làm không có kết quả luôn các bạn ơi. Bình thường nằm làm lao lại y chang như vậy luôn, da bong ra rất là căng, rất là trắng, rất là căng. Nhưng bữa hôm đó bước vô rửa ọc ra, đứng lên nhìn làn da hoàn toàn không hề thay đổi. Được chưa? Cho nên là không bao giờ gọi là vi tảo thì không ủ tê nha Đỗ Trang ơi. Chỉ có lăn kim thì em mới ủ tê thôi. Còn vi tảo, vi kim là công nghệ mới, em hoàn toàn không cần phải ủ tê. Làm sạch da, lấy nhân mụn, sát khuẩn xong sau đó trực tiếp làm vi kim luôn. Được chưa? Làm vi tảo luôn. Không ủ tê nha, bỏ qua quá trình ủ tê cho chị. Ủ tê sẽ làm mất thời gian và làm mất cái tác dụng của cái vi tảo lên trên nền da của mình. Rồi ok, quay lại vấn đề chính nha. Hạt là một lớp quan trọng nhất trong gì? Trong việc điều trị da và hoàn thiện sắc tố màu da. Lớp hạt này sẽ là một cái lớp bảo vệ làn da của mình khỏi mọi tác nhân từ bên trong và bên ngoài của cơ thể. Nó có khả năng giúp cho da tự phục hồi. Ok chưa? Thu Hiền đúng luôn á chị. Bữa em làm sợ đau quá nên em làm rửa cho lẹ và không bong gì hết mà da không nằm chính xác, không được cải thảo. Cái gì mà Thảo đã truyền đạt cho các bạn rồi là Thảo nghiên cứu rất là kỹ, cho nên cả nhà của mình yên tâm về vấn đề đó, được chưa? Có hay không cả nhà ơi? Có hay không? Có muốn nghe tiếp không? Muốn nghe
tiếp thì hãy comment cho Thảo là chữ Y nha. Chữ Y có nghĩa là yêu Thảo, truyền năng lượng cho Thảo để Thảo có thể làm sao ngồi đây chia sẻ với lại tất cả các tình yêu của mình nha. Nếu như ngày hôm nay học tới 12 giờ thì có ngồi đây học không? Nếu như mà ngày hôm nay ngồi đây học giống như Bút Liêm á, Bút Thanh Liêm hay dạy cho các tình yêu của mình á, thâu đêm suốt sáng luôn, thì các bạn có ngồi đây học không? Rồi bây giờ Thảo sẽ đi tiếp nha. Đủ 304 chủ spa ngồi đây, đến cuối thì sẽ chạy đến đây. Dạ ok bác. Dạ rồi, bác ơi hôm nay có hay không bác? Bác nghe bác có hiểu được bài không? Tuyệt vời. Cô Như Thảo thì lúc nào cũng cực kỳ năng lượng rồi, bác Hà lúc nào cũng bị cuốn theo luôn cả nhà. Nào tiếp tục nha. Dạ rồi, em cảm ơn bác Hà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Mình xong lớp hạt chưa? Xong lớp hạt comment xong. Dạ ok, em cảm ơn admin của mình nha. Admin hay quá hả? Dạ ok, chị hôm nay còn hiểu Thảo hả? Dạ em cảm ơn chị yêu của em nha. Admin của mình là gọi là làm sao ta, hiểu được là hay lắm á. Ok chị, cảm ơn Lê Thanh Hiền. Hôm nay đội mút của mình toàn bộ có trong ở đây hết cả nhà của mình. 300 chủ spa đang ngồi ở đây hãy gửi lời chào tới toàn bộ team mút của chúng tôi nha. Toàn bộ hôm nay đã ngồi trong đây rất là đầy đủ luôn. Cả lớp của mình có thấy là hào hứng không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nha. Sau khi chúng ta đã đi qua lớp hạt rồi thì bây giờ, dạ ok em cảm ơn chị Nguyễn Thùy Trinh nha. Bây giờ mình sẽ tập trung lại, mình sẽ đi vào lớp gai. Lớp gai tiếp tục nha cả nhà ơi. Khi một hồi nữa Thảo sẽ làm sao? Thảo sẽ nói cho cả nhà của mình hiểu sơ qua toàn bộ về cái mô hình da. Khi mà các bạn học trực tiếp có cái mô hình da này nè, rất là dễ hiểu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua lớp gai. Gai là một lớp tế bào non được sản sinh ra từ lớp đáy. Gai là một lớp tế bào non. Thì mình nghe tới tế bào non thôi là mình sẽ liên tưởng ngay là cái lớp đó là cái lớp da căng, trắng hồng và mịn màng, chưa có hệ miễn dịch nên cái lớp gai này rất là yếu. Vậy Thảo hỏi các bạn đang ngồi ở đây, lớp gai sẽ khi nào xuất hiện? Comment nhanh, thật là nhanh tư duy. Lớp gai khi nào sẽ xuất hiện? Gai là một lớp tế bào non được sản sinh ra từ lớp đáy, căng, trắng hồng, mịn màng, chưa có hệ miễn dịch nên còn rất yếu. Rồi tiếp tục cho Thảo coi, comment cho Thảo. Cụ thể cho Thảo là khi nào gai lộ ra? Sau cái lớp biểu bì sừng hạt gai đáy này thôi, Thảo đảm bảo các bạn sẽ kiếm ra khối tiền từ cái việc mình tư vấn cho khách hàng của mình, được chưa? Khi bong lớp sừng rồi tiếp tục nữa, khi bong lớp sừng không đúng, Ngọc Quỳnh, Bill, Vi Kim chưa đúng. Khi da yếu sau lăng kim bào mòn bóc tách mạnh. Rồi tiếp tục cho Thảo coi, Thảo mong muốn nhìn thấy một câu trả lời đúng. Khi mất hết, khi dùng thuốc rượu, khi bị tổn thương. Rồi ok, cả nhà của mình sẽ nghe Thảo giải thích tiếp nè. Gai là lớp tế bào non được sản sinh ra từ lớp đáy. Nó căng, trắng hồng, mịn màng, chưa có hệ miễn dịch nên nó sẽ rất là yếu và hoàn toàn không có khả năng bảo vệ da, là cái lớp gây ra mầm mống bệnh lý, được chưa? Nếu như mà chúng ta sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc vì đã mất đi lớp hạt, thì thường thường những cái bạn nào mà đang sử dụng thuốc đông y, đang sử dụng những cái loại mà bong tróc quá mạnh đã lộ tới cái lớp gai, ví dụ như việc chấm TCA làm tăng sắc tố, được chưa cả nhà ơi? Chính xác chị Nguyễn Bích Thảo, khi tái tạo da dùng rượu thuốc. Các bạn có biết làm sao chủ spa của mình hơn người bình thường ở một điều gì không các bạn ơi? Các khách hàng chứ không phải là người bình thường nha, Thảo nhầm. Các khách hàng của mình mua một chai rượu thuốc về, chính xác Nguyễn Kim Tuyến, là mình là người có kiến thức. Sau ngày hôm nay ngồi ở đây một tiếng với Thảo thôi, toàn bộ 300 chủ spa này sẽ nâng tầm mình lên một tầm cao hoàn toàn mới, được chưa? Các bạn đã trưởng thành hơn từ cái lúc mà 8 giờ vào zoom này rồi. Không biết cấu trúc da là gì, không biết cấu tạo da là gì, lớp sừng là gì, không biết một cái gì hết. Nhưng sau một tiếng mình ngồi ở đây, mình đã trở thành làm sao? Một người có kiến thức về chuyên môn cơ bản, đã đủ cho các bạn tự tin và chốt sale rồi, được chưa? Bây giờ các bạn ơi, các bạn có mong muốn mình đi tiếp bài không? Nếu như mà các bạn mong muốn mình đi tiếp bài, Thảo cho các bạn 3 phút chụp màn hình này lại và đi ra ngoài Facebook làm sao?
hãy comment cho Thảo là tôi phản hồi. Khi mà mình làm, mình điều trị cho làn da của khách hàng đẹp, khách hàng sẽ làm sao? Khách hàng sẽ biết ơn và cảm ơn chúng ta. Được chưa? Rồi, toàn bộ tất cả các tình yêu ơi, toàn bộ học tập để nâng cao toàn bộ kiến thức của mình, nâng tầm mình lên một tầm mới, là một chủ spa chuyên nghiệp, là một chủ spa có kiến thức chuyên môn vững vàng, là một chủ spa hết lòng với khách hàng, yêu khách hàng, yêu làn da của khách hàng và yêu làn da của chính tôi. Làn da của tôi sử dụng gì thì tôi sẽ dùng cái sản phẩm đó để làm sao? Để cho khách hàng của mình sử dụng. Được chưa? Dạ rồi, ok My Nguyễn. Các tình yêu ơi, các tình yêu hãy à, bác Hà ơi, bác Hà mở cái phòng do à, cái phòng Zalo của mình ra đi, để bạn nào mà chụp hình đẹp thì gửi vào đầu viết nha. Bắt đầu à, mở cái à, ghi chú lên, bật cái phần mà mic á, cho nó viết đi, được không? Xong, comment xong để Thảo chuẩn bị đọc nè. Chị không thấy hình của ai hết hả Bích Trường? À, các tình yêu mở cam lên hết để mình chụp hình cùng nhau một tấm nè. Nhanh lên để mình còn đi vào cái phần mà quan trọng nhất. Có những bạn lựa chọn đi chơi với gia đình, một chủ spa, chọn gì? Chọn cái sự chuyên nghiệp, chọn cái việc học hành, luôn luôn nâng tầm kiến thức của mình lên. Chúng tôi luôn luôn cập nhật những phương pháp, những kỹ thuật mới nhất, những sản phẩm nào an toàn nhất cho làn da của khách hàng. Tôi dùng cái gì thì sẽ đem tới cái điều đó cho khách hàng của mình. Các bạn cứ làm như vậy, xong qua ngày mai các bạn sẽ quay video clip, Thảo và bác Hà sẽ dẫn dắt cho các bạn đầy đủ quy trình để các bạn có thể bán được hàng. Được chưa? Bán được hàng mới có tiền. Có kiến thức rồi thì phải tư vấn bán hàng. Bà, nha. Hôm nay cho các chủ spa viết luôn dạng như này để chuẩn bị xếp đinh khách vào cái dịch vụ muộn đi. Tức là ngày hôm nay tôi đang ngồi đây để cập để chuẩn bị mang về một phương pháp giải tiếp lớp gai, ok chưa? Ok, Nguyễn Thị Nhung đã xong, chị Phương xong rồi, còn ai nữa? A71 Phương xong, không có kiến thức đi mua những cái sản phẩm bào mòn, bong tróc, lột tẩy và làm tổn thương tới cái mức mà da nó mỏng tanh, mỏng tan hết luôn, nó không còn một cái tế bào nào trên cái nền da nữa hết, thì ngay cái lúc này, ngay cái làn da ở đây, ngay cái lớp gai, chúng ta sẽ phải làm sao? Có quy trình phục hồi. Bao nhiêu bạn chủ spa đang ngồi trong đây chưa hề làm phục hồi tại spa của mình, comment cho Thảo. Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn có một cái quy trình phục hồi. Hoặc là những bạn nào làm chấm TCA, chấm tàn nhang mà bị đỏ, bị đông, bị bong tróc hết luôn, chưa có comment nhanh lên. Chưa có comment, chưa có. Có rồi, comment có rồi, được chưa? Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, rất là nhiều bạn chưa có. Đừng có bỏ uổng cái này nha cả nhà ơi, đừng có bỏ uổng cái này. Hôm trước các cái gom của bạn Lê Thanh Hiền, của Mút Lê Thanh Hiền đã nói với chúng ta cái một loại đó là gì cả nhà? Tế bào gốc đông khô này. Làm sao cả nhà? Nó đánh bật hết tất cả các tế bào gốc. Và khi chúng ta làm tế bào gốc đông khô này, chúng ta sẽ có một cái USP rất mạnh để chúng ta làm sao thuyết phục khách hàng của mình. Chị ơi, đây là một hộp tế bào gốc đông khô của em. Một hộp như thế này sẽ có 3 cặp và mỗi một cặp sẽ gồm một lọ bột và một lọ nước. Khi mà chị dùng thì chị mới mix lại với nhau và chị lắc đều lên chị xài. Thì làn da của mình nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Tại vì chị xài tới đâu chị mới làm sao? Chị mới trộn và mix lên tới đó. Chứ không phải là chị được pha sẵn như tất cả những cái loại tế bào gốc ngoài kia. Sản phẩm của mình được làm sao? Vừa mẫu mã rất là đẹp, giấy tờ rất là đầy đủ. Và ai có cái sản phẩm này trong tay thì lần sau Thảo cũng sẽ, Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái kết quả rất là cao. Còn bây giờ các bạn chỉ cần tập trung vào bôi thoa cho Thảo. Nếu như mà làn da của khách hàng vừa chấm TCA xong, các bạn hãy cho khách hàng làm sao trộn hai cái này lại với nhau, mix hai cái một chai khô và một chai nước này lại với nhau. Xong sau đó cho khách hàng của mình bôi trực tiếp lên cái vùng da đang bị tổn thương. Những cái làn da nào mà đang bong tróc do thuốc rượu, do khô cằn, khô cỏi, mất hết toàn bộ tế bào trên cái nền da của khách hàng luôn, lộ cả lớp gai ra, thì lúc này mình sẽ làm sao lôi kiến thức này ra. Chị ơi, làn da của chị hiện tại bây giờ nó sắp tới lớp đáy rồi. Đấy, nó là một cái tế bào cuối cùng của cái làn da rồi. Bây giờ chị không nuôi dưỡng nó, chị không phục hồi nó, cái làn da này chưa có hệ miễn dịch đâu. Khi mà chị xài những cái sản phẩm bỏ nguồn gốc ở ngoài kia thì sẽ vô tình làm cho làn da của chị bị cái gì?
bị hư tổn và không thể nào cứu chữa được nữa thì cả nhà của mình hãy làm sao? Ngày hôm nay tất cả các bạn đang ngồi trong phòng Zoom này, bác Hà sẽ có gọi là một cái giá rất là ưu đãi cho toàn bộ tất cả các chị em của mình. Một hồi nữa bác Hà sẽ nói cho cả nhà của mình biết nha. Còn khi nào mà các bạn cảm thấy rằng là sản phẩm spa của mình đã gọi là phục hồi ok rồi thì các bạn sẽ không cần. Còn nếu như mà các bạn cần những cái sản phẩm phục hồi này và chưa có quy trình phục hồi thì các bạn hãy làm sao, hãy cho phép cái sản phẩm này có trong spa của mình để mình giúp đỡ mình làm lành cái làn da của khách hàng của mình lại nha. Da em đang dùng tế bào gốc phục hồi đông khô, chị Thảo hướng dẫn cụ thể quy trình giúp em luôn được không? Ai sử dụng thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ có một cái team riêng sẽ được Thảo và sẽ có bác Hà hướng dẫn cho tất cả các bạn. Da em mỏng yếu lộ mau mạch đây ạ, bôi tế bào gốc này thôi. Bây giờ Ngọc Diệp ơi, Ngọc Diệp bôi trước đi em, bôi xong rồi sau đó da của em nó được khỏe dần dần lên á thì chị sẽ hướng dẫn cho em lăn kim. Lăn bằng 0.25 thôi gái, không đổ máu chỉ gây hồng da lên thôi thì cái da nó rất là đẹp và căng bóng, được chưa? Ok, Bảo Thu ơi, tắt tiếng giúp chị nha, Bảo Thu tắt tiếng giúp chị. Mình dùng tế bào gốc da mướt lắm, giảm thâm, có sẹo non nhanh lắm. Đúng rồi, những cái sẹo nào mà mới cắt đó các bạn cho khách hàng của mình bôi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cuối cùng, đó là lớp đáy. Lớp đáy là lớp chứa tế bào gì? Lớp đáy là một lớp chứa tế bào đơn năng, có chức năng là sản sinh ra và thay thế các tế bào mới để làm những cái làn tế bào chết ở bên trên. Phá sẹo rổ xong dùng cũng được luôn nha Nguyên ơi, tại vì sao? Trong cái thành phần tế bào gốc đông khô này của mình là có tăng trưởng cưỡng mà. Nó làm giống như Mút Lê Thanh Hiền đã nói là nó mọc da, mọc thịt đó cả nhà. Nó sẽ làm cho làn da của mình được tăng sinh lên nha. Rồi cả nhà ơi, cả nhà hãy vào trong Zalo, Thảo sẽ gửi cho cả nhà của mình xem cái thông tin về sản phẩm này. Được chưa? Những bạn nào cần biết là sử dụng cho cái gì thì các bạn sẽ vô trong Zalo, các bạn đọc về cái bản mà Thảo gửi cho các bạn ở bên trong đó. Đây nè, đối tượng ấy gọi là hoang mang lo lắng nếu như mà làn da của khách hàng quá sưng đỏ và bong tróc, được chưa? Khi mà sử dụng thuốc đông y tái tạo da, tới cái quá trình mà cái làn da của khách hàng đang quá sưng và đang quá bong và đang bị ngứa ngáy hết luôn thì các bạn hãy cho khách hàng đó mix một cái cặp tế bào gốc này nhỉ. Và các bạn cho khách hàng ngưng thuốc 2-3 ngày đi. Các bạn cho tế bào gốc này vô thì đảm bảo luôn khách hàng sẽ làm sao, sẽ dịu da. Những bạn nào chưa vào nhóm Zalo thì các bạn đi ra ngoài trang Facebook cá nhân của Thảo, các bạn ấn vào cái đường link để các bạn tham gia. Nếu như mà không kịp thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào một cái buổi Zoom. Sau Thảo sẽ xin bắt Hà. Nếu như mà toàn bộ chị em của mình đang ngồi ở đây rất là mong sẽ đi vào cái phần trung bì, toàn bộ cả lớp đã nắm được biểu bì chưa? Đã nắm được biểu bì rồi, cầm em cho Thảo. Chị Thảo nói lại lớp đáy đi ạ. Hả? Dạ. Cô Như Thảo ơi, chị Hà nghĩ rằng là cô Như Thảo cứ chạy bài cho các bạn kỹ đi. À, còn phần sale của chị có thể sang buổi 3 cũng được, đúng không nào? Dạ. Bởi vì chị còn một buổi hẹn các bạn về. Ok. Bởi vì hôm nay các bạn đang vào rất là háo. Okay. Bởi vì phần của em thì chị cũng không muốn. Đúng rồi. À, các bạn hãy sao ạ? Hãy tương tác thật nhiều nha. Hãy tương tác hay thì phải nói là hay, đúng không nào? Giờ là thích phần nào thì phải nói đi ạ, để cô Như Thảo còn biết. Và cô Như Thảo là người sao ạ? Cho đi cũng rất là bất chấp luôn, bạn nhá. Như Thảo cứ chạy bài của em. Ok. Bác Hà ơi, bác Hà đi ra dạo một vòng Facebook cho em đi, xem coi là các tình yêu này của mình đã lên bài giống như hồi nãy chưa nha, để cho em biết em có phấn khởi đúng để em rồi. Có thể đi tiếp nha. Bác Hà vẫn hứa. Yes. Rồi, được. Và chị Hà vẫn hứa rằng là gì ạ? Chị Hà vẫn hứa rằng đó là gì? Chị Hà sẽ đồng hành cùng với các bạn trong một cái chương trình của 20 tháng 10, tức là cho một cái chiến lược để các bạn áp dụng để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11 sắp tới các bạn ạ. Nhưng đây là những cái kiến thức cần phải chuẩn bị hay. Có khả năng sản sinh rất mạnh để sản xuất ra những cái tế bào mới. Được chưa? Các bạn nghe kịp chưa? Thay thế cho những cái tế bào cũ đã bị biệt hóa, xuất hiện ra những cái sợi keratin. Keratin nó rất là mảnh, nó sẽ tập trung xung quanh ở cái nhân, chạy ra gắn kết với các gian bào desmosome và nửa gian bào giúp cho các tế bào của mình liên kết với nhau thật là chặt chẽ, được chưa? Cái này là Thảo còn nói rõ hơn hồi nãy cho các bạn nghe nữa. Rồi các bạn ơi, một cái anh hùng mà làm sao da của mình khi bây giờ chúng ta đi qua cái phần trung bì á,
Trung bì sẽ bao gồm đó là collagen và elastin, tuyến giòn nhờn và tuyến mồ hôi. Có ai không biết biểu bì và có ai không biết trung bì bao gồm cái gì không cả nhà ơi? Có ai không biết trung bì bao gồm cái gì hay không? Về cái phần chuyên sâu nó sẽ rất là nhiều. Hiện tại ngày hôm nay là Thảo chỉ nói cho các bạn về cái cơ bản thôi nha. Cái cơ bản thôi. Nhanh quá hả? Em đi không kịp hả? Rồi một hồi nữa mình sẽ nói lại cái phần này và Thảo sẽ gửi vào cái phần này cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục về cái phần trung bì để mình tập trung vào cái phần mụn của mình ngày hôm nay được không? Hay là bây giờ muốn Thảo đọc lại cho biết, comment nhanh lên. Muốn Thảo đọc lại, muốn Thảo nói lại cho biết, muốn Thảo thuật lại cho biết hay là một hồi nữa mình sẽ đi lại và bây giờ mình sẽ đi vào phần trung bì. Rồi, ok. Rồi, ok, đọc lại nha. Thì sẽ bao gồm đó là 4 lớp cơ bản mà chúng ta cần phải tập trung. Đó là lớp gì? Collagen, elastin, tuyến dầu nhờn và tuyến mồ hôi. Vì sao Thảo chỉ cần các bạn tập trung vào ở đây? Các bạn sẽ nhìn lên slide, Thảo sẽ chiếu slide kế tiếp cho các bạn nhìn nha. Trên slide của chúng ta đó là một cái hình collagen. Các bạn đã nhìn thấy hình chưa? Các bạn đã nhìn thấy hình rồi thì các bạn hãy comment cho Thảo nha. Là collagen, elastin, tuyến dầu nhờn và tuyến mồ hôi. Các tình yêu ơi, hiện tại trên tay của Thảo đây đang là một em mô hình da. Để Thảo cầm một cái em mô hình da thu nhỏ và Thảo sẽ phân tích cho cả nhà của mình nghe cái điều này rất là thú vị và thuyết phục tất cả toàn bộ khách hàng của mình hiểu được cái điều này. Chị ơi, trên tay của em đang cầm đây đó là một em mô hình da thu nhỏ với cái làn da thực tế của chị hiện tại. Thì bên đây đó là A, B, C sẽ tượng trưng cho A đó là biểu bì, B là trung bì và C là hạ bì. Toàn bộ tất cả các thông số trên đây nó sẽ biểu hiện lên rất là nhiều yếu tố. Nhưng hiện tại làn da của chị đang bị mụn. Thì em chỉ cần chị tập trung vào cái yếu tố này, em sẽ phân tích cho chị hiểu điều này nha. Trước khi Thảo cầm mô hình da, Thảo nói về mụn. Toàn bộ 302 chị em chủ spa đang ngồi ở đây, những bạn nào đã học rồi không comment. Thảo hỏi tất cả toàn bộ tất cả các chị em, mụn nằm ở lớp nào? Da, trả lời một phút Thảo phần này. Tất cả các chị em đang ngồi ở đây, ai cũng là mụn hết đúng không? Ai cũng là mụn hết. Nằm ở trung bì nhưng mà nằm ở lớp nào của trung bì? Mình phải hiểu được điều này. Chị ơi, chị đã nói là những bạn nào đã học không được comment. Tại sao lại đi comment? Được chưa? Rồi bây giờ nè, ok chưa? Đó. Rồi bây giờ Thảo sẽ phân tích và Thảo nói tiếp tục cho các bạn nghe để xem nếu như các bạn là một người khách hàng, các bạn có bị thuyết phục bởi toàn bộ tất cả những điều mà Thảo nói với các bạn hay không? Chị ơi, bây giờ em xin phép là được tư vấn cho chị nha. Hiện tại là làn da của chị nó đang rất là nhiều mụn. Hoặc là hiện tại làn da của con chị á đang rất là nhiều nhân mụn luôn. Thì em giải thích cho chị hiểu như thế này. Để cho chị dặn các bé ở nhà là nếu như mà thấy mụn thì không được cậy. Vì sao? Chị nhìn vào cái mô hình da thu nhỏ này giúp em nha. Mụn nằm không bao giờ nằm trên lớp sừng. Mụn không bao giờ nằm trên lớp sừng. Cho nên là khi mà chị cậy như thế này nè, mụn nó sẽ không ra đâu. Chị hãy nhìn vào cái mô hình da này nha. B nó tượng trưng đó là trung bì. Và cái số 11 đang nằm ở đây nè chị. Số 9 và số 11 đang nằm ở đây nè. Đây là nguyên một cái gì? Túi dầu nhờn. Thì khi mà cái túi dầu nhờn này của mình, nó gặp cái môi trường thuận lợi, nó gặp cái vi khuẩn Piagnet, nó sản sinh ra đủ chất dinh dưỡng để nuôi cái tuyến dầu này nè. Nó được phình ra. Thì cái mụn nó sẽ được hình thành ngay tại đây. Chị có nhìn thấy không? Thì lý do vì sao mà chị phải đi lấy nhân mụn? Khi mà chị tới spa của tụi em sẽ tẩy trang, sẽ làm sạch, sẽ làm cho toàn bộ lớp sừng này nè, nó mất đi từng dần dần dần. Và tụi em sẽ thực hiện xông hơi để có thể là làm nở những cái lỗ chân lông này ra. Để cho cái cục mụn này của mình khi mà mình lấy á, nó sẽ ra được tận gốc và nó sẽ không bị tái. Còn nếu như mà chị lấy ở nhà, chị chỉ lấy được cái phía trên thôi. Chị hoàn toàn không được lấy được cái gốc của nó. Nếu như mà chị nhìn cái cục mụn trên mặt thì chị có thể nhìn thấy rằng nó rất là nhỏ. Nhưng nếu như mà chị nhìn vào cái mô hình da, chị có thấy không? Nó cắm rất là sâu. Và khi chị đến spa của tụi em sẽ phải là người có kỹ thuật, phải có phương pháp. Tụi em mở cái mô mụn ra
và bắt đầu tụi em sử dụng một cái lực tụi em đẩy để cho cái nhân bụng này nó phọt từ ở dưới, nó phọt lên trên bề mặt sừng, và tụi em mới lấy cây nặng bụng hoặc là tụi em lấy cái đầu dao nhỏ tụi em dứt nó ra và tụi em đặt lên trên tay. Cho nên không bao giờ gọi là đi lấy nhân bụng là một cái việc vô bổ, mà cái việc này là cái việc rất cần thiết. Hay hay là quá hay cả nhà ơi. Nếu như các bạn là trường hợp là khách hàng lấy nhân bụng hay không, hay là được tự ý lấy ở nhà, nếu như không có mô hình da này trước mặt của mình thì làm sao mình có thể giúp đỡ được cho khách hàng hiểu được. Bây giờ mình cứ nói những cái điều về chuyên môn, mình cứ nói những cái thứ kỹ thuật quá chuyên sâu, nhưng khách hàng người ta không hiểu được. Nhưng khi có cái mô hình da này thì làm sao? Khách hàng của mình sẽ rất là dễ hình dung, sẽ rất là dễ mường tượng ra cái điều này, đúng chưa cả nhà ơi? Cả nhà ơi nhớ nha, là học lại, nhớ lại những cái điều mà Thảo nói ngày hôm nay để mình có thể trở thành chuyên gia tư vấn trong khách hàng. Các bạn có nhìn thấy từ nãy giờ kỹ thuật tụi em phải học tập rất là nhiều. Tụi em phải biết lựa chọn phương pháp này nó phù hợp với cái cục mụn này, cái phương pháp kia nó phù hợp với cái cục mụn kia. Tại vì làm sao, nó có rất là nhiều loại mụn chị. Mụn viêm nè, mụn không viêm nè, mụn đầu trắng nè, mụn đầu đen nè, mụn đỏ nè, rồi mụn bạch lương nè, rồi mụn viêm nè, mụn mủ nè. Chị có thấy ông nội mà nghe kể như vậy thôi là chị đã choáng váng rồi, chứ đừng có nói chi là tụi em. Tụi em phải học ngày, học đêm, học từ kỹ thuật này, học từ phương pháp kia, học rất là nhiều thứ học. Cho nên là làm sao khi mà làn da của chị bị mụn, chị hãy yên tâm và giao cái làn da này cho bên em. Được chưa cả lớp ơi? Cả lớp có hiểu về cái phần mụn này chưa? Khi mà hỏi mụn nằm, giải thích được cho khách hàng, đó là mụn nằm ở tầng trung bì nhân gì, tập trung nhiều ở tuyến dầu nhờn. Được chưa cả nhà ơi? Rồi ok, xong chưa? Lót được phần này cao, khiến cho khách hàng mua hàng, nhưng khách hàng phải làm sao? Khâm phục và khẩu phục mình. Rồi bác Hà ơi, bác Hà hãy chụp hình lại hết tất cả các bạn nào mà đồng ý với Nhất Trinh Thảo thì càng cần phải chăm sóc, được chưa? Chúng ta chăm sóc kỹ thì cái dầu nhờn này nó sẽ không đổ ra. Cái chất nhờn này cùng với cái mồ hôi và các cái tế bào chết sẽ tạo ra một cái lớp màng mỏng có tính axit nhẹ. Lớp màng này sẽ ngăn chặn toàn bộ vi khuẩn xâm nhập bên trong cơ thể, được gọi là lớp màng acid mental, được chưa? Được gọi là lớp màng acid mental, hay còn được gọi đó là lớp màng bảo vệ da, kịp chưa cả nhà ơi? Hay còn gọi đó là lớp màng bảo vệ da. Chúng ta có nghe cái điều này nhiều không? Các bạn rất là hay nghe cái điều này, nhưng các bạn hầu như làm sao không để ý tới, được chưa? Cả lớp ơi, comment cho Thảo. Acid mental hay còn gọi là lớp màng bảo vệ da. Cái lớp màng bảo vệ da này sẽ bị phá hủy khi mà chúng ta làm sao? Liên tục bêu, liên tục vi kim, liên tục gọi là xâm lấn và làm tổn thương cái lớp biểu bì da này. Nó sẽ khiến cho vi khuẩn sẽ làm sao? Sẽ rất là dễ xâm nhập. Sẽ rất là dễ xâm nhập. Ok, chị Hoàng Thị Thủy rất là tuyệt vời, bác Hà ơi. Chuyển khoản và lấy luôn ngay một suất, đó là 10 hộp tặng 1 hộp đó bác Hà. Ok chưa? Rất ok chưa? Chị Hoàng Thị Thủy đó. Cả lớp của mình thấy tuyệt vời không? Nói là làm luôn, thấy chưa? Rồi, acid mental nha cả nhà ơi, Thảo sẽ đọc cho cả nhà mình biết nha, là MANTLE. Viết lại cho đúng nào. Acid mental có nghĩa là MANTLE. Viết lại cho đúng. Chia sẻ về kiến thức mà viết sai chính tả là không được, mà khách hàng mà phát hiện nữa là không được luôn, được chưa? Viết cho đúng. Đúng rồi chị Trần Thị Hồng Dung, viết cho chính xác giúp Thảo, hay còn gọi đó là màng acid bảo vệ da. Viết lại như vậy giúp Thảo nhanh lên, được chưa? Khi mà cái màng acid này nè bị phá hủy sẽ dẫn đến toàn bộ cấu trúc của lớp biểu bì sẽ làm sao? Sẽ làm cho cái làn da của mình bị vi khuẩn xâm nhập mạnh hơn. Nói tới đây các bạn biết là làn da bị vấn đề gì chưa cả lớp ơi? Hồi đầu Thảo nhớ có một bạn hỏi Thảo cái da đó với lại cái da mà cái da nhiễm độc tố toxin. Các bạn comment lại cho Thảo đi, là cái da khi mà nắc tới cái này là cái bị cái gì, không phải bị mụn Ngọc Quỳnh ơi, bị cái gì? Nếu như mà lớp màng acid bảo vệ da này hoàn toàn mất đi luôn thì sẽ bị cái gì? Rồi toàn bộ tất cả những bạn nào đã được học rồi comment nhanh lên đó. Bây giờ cho phép comment thì không comment đâu. Không phải bị kích ứng luôn chị Hằng ơi. Bị cái gì nếu như mà toàn bộ cái lớp bề mặt da, cái lớp sừng bị mất đi,
vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào da hơn. Là bị cái gì? Các bạn quên rồi hả? Là dễ bị tọt ti. Được chưa? Không phải là bị mất sắc tố, mà là làn da bị nhiễm cọt ti. Làn da bị nhiễm cọt ti, các bạn cứ ăn rồi các bạn đi tìm những cái sản phẩm điều trị cọt ti, thải cọt ti, đủ thứ hết trơn hết á. Nhưng các bạn quên đi một điều là cái lớp da của mình nó bị mất đi toàn bộ hàng rào bảo vệ da rồi. Bây giờ các bạn cho ăn thuốc tiên vô thì cái làn da này làm sao cũng không thể nào phục hồi được, không thể nào đi tìm sản phẩm điều trị. Làn da điều trị là phải làn da làm sao phải thật khỏe. Bây giờ bắt đầu đi vào nguyên tắc nè. Bây giờ bắt đầu đi đúng vào đỉnh cao của điều trị mụn đó là gì? Các bạn tự trả lời cho mình câu hỏi này giúp Thảo đi. Đỉnh cao trong việc điều trị mụn đó là gì? Đó là các bạn phải nhận định được, đọc được bệnh lý da hiện tại. Và mình phải có phương pháp, phải có sản phẩm đưa vào da ngay đúng lúc và ngay đúng thời điểm. Được chưa? Toàn bộ tất cả 300 chủ spa đang ngồi trong đây đâu, có nghe Thảo nói hay không? Đỉnh cao trong việc điều trị mụn là gì? Không ai comment hết thì chúng ta sẽ dừng bài ở đây, được chưa? Comment thật là nhanh, xong sau đó chúng ta sẽ ghi chép lại. Đỉnh cao trong việc điều trị mụn là chúng ta sẽ hiểu được, đọc được cái bệnh lý hiện tại, nhận định được cái làn da. Các bạn cứ đi tìm sản phẩm này, đi tìm sản phẩm kia để điều trị. Nhưng thật ra các bạn không hiểu được cái nền da, các bạn không hiểu được một cái gì về bệnh lý da hết. Trong khi Thảo nói là bây giờ làn da bị mất đi toàn bộ màng acid mental luôn, mà các bạn không biết được là cái nền da này bị cái gì. Chỉ khi bị cọt ti thì làm sao? Các bạn có nhớ là bị nhiễm demodex hoặc là cái làn da mà bị cọt ti không? Nó mất đi toàn bộ hàng rào bảo vệ da, nó không còn một cái gì ở đây hết. Hoặc là có một cái điều mà Thảo thấy các bạn rất là hay sai. Cái làn da của khách hàng đang sử dụng thuốc rượu, đang sử dụng thuốc tái tạo da, đang khô bong tróc như vậy đó, mà bước vô cho xài trị mụn, cho xài kem này, cho xài thuốc kia, các bạn có cho xài cả đời thì những cái làn da đó cũng không bao giờ hết. Các bạn phải tập trung vào phục hồi đi. Cái nền da mà đang bị tổn thương á thì làm sao mà các bạn cho sản phẩm đi điều trị? Đừng đi tìm một sản phẩm nào cao siêu hết các bạn ơi. Không có một sản phẩm nào gọi là điều trị, gọi là triệt để tất cả các vấn đề. Mà mình hãy đi từ gốc chính xác, chị Bùi Thị Hoa. Phục hồi da trước mới điều trị. Chính xác chị đã nhận ra được cái chìa khóa mà ngày hôm nay em trao cho cả nhà của mình rồi đó. Đỉnh cao của việc điều trị mụn là mình phải nhận định được da. Mình phải phục hồi da. Nếu như da khô không điều trị, da đang tổn thương không điều trị, da đang thuốc rượu, da đang chấm TCA, trời ơi làm sao mà điều trị? Dừng lại cho phục hồi đi. Đi tìm những sản phẩm phục hồi vào mùa này. Hiện tại bây giờ đang là đỉnh cao. Và những cái spa nào mà chưa có một cái phương pháp nào để phục hồi hết thì các bạn làm sao? Các bạn phải đi tìm những cái sản phẩm nào có thể phục hồi cái nền da trước khi điều trị. Da dầu quá thì kiềm dầu lại đi. Da khô quá thì cấp ẩm vào, cấp nước vào, làm cho làn da đủ đi. Thì khi mà giống như cái việc mà Thảo nói vậy cho các bạn dễ hiểu. Bây giờ các bạn quá mệt, các bạn mệt tới mức mà các bạn không thể nào ngồi lên nổi. Bây giờ Thảo có cho các bạn 1000 cái món ăn ngon đi chăng nữa thì khi mà các bạn ăn vào trong người các bạn có cảm nhận được cái ngon không? Không, các bạn vẫn sẽ cảm thấy ủa sao cái món này bình thường mình rất là thích, cái món này mình rất là mê nó, nhưng sao ngày hôm nay mình ăn mình không cảm nhận được một cái mùi vị gì hết, đúng chưa? Sức đề kháng của da nó đã quá yếu rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải bồi bổ lại, chúng ta phải cấp ẩm, phải phục hồi lại cái sức khỏe đã. Rồi sau đó chúng ta mới đưa chất dinh dưỡng, chúng ta mới đưa sản phẩm điều trị vào. Thì làn da của chúng ta nó mới tiếp ứng được, được chưa? Khi mà da của chúng ta là một cấu trúc cực kỳ diệu kỳ luôn, nếu như các bạn hiểu nó. Để duy trì cái lớp màng axit này trên da, những bạn nào mà đang thuộc một làn da giống như Thảo nè, đang thuộc một làn da giống như Bắc Hà nè, thì mình hãy cho phép làn da của mình xài một tuần 3 đến 4 lần cái cặp tế bào gốc đông khô này. Để làm cái gì? Để mình có thể là làm cho làn da của mình được bảo, cái làn da mà cái màng bảo vệ da, cái màng nhờn á, nó được làm sao? Lúc nào nó cũng được dày dặn và để nó che chắn cho cái làn da của mình. Được không cả nhà? Khi mà làn da bị tổn thương á, khi mà làn da mà bị đỏ, bị sưng, bị bong tróc thì lúc đó là làn da của mình cực kỳ cần về đông khô luôn.
cực kỳ cần về tế bào gốc luôn. Bây giờ làm sao chúng ta hãy tập trung lại. Trang Nguyễn ơi, xài tế bào gốc như thế nào? Thì cái tế bào gốc này của mình sẽ là một lọ nước và một lọ bột khô. Mình sẽ mix hai cái em này lại với nhau. Mình lắc đều lên, xong sau đó mình sẽ cho khách hàng bôi thoa liên tục luôn. Những làn da nào mà đang bị tổn thương nè, bị té xe nè, bị bỏng nè, mình đều có thể phục hồi được cái lớp da này lại, được chưa? Một hồi nữa bác Hà sẽ cho mình, cho chị em của mình ngày hôm nay một cái giá rất là đẹp luôn. Một cái giá siêu yêu thương luôn. Ngày hôm nay những bạn nào mà đồng hành cùng Thảo, Thảo thì nói về kiến thức chuyên môn thì các bạn không cần phải lo. Bác Hà của mình thì là đỉnh cao về việc gì các bạn? Về việc bán hàng rồi. Các bạn sẽ được bác Hà và Thảo và cùng tất cả rất là nhiều mút đồng hành với chúng ta. Ngày hôm nay nếu như mà bạn nào mà gọi là muốn thật sự để trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì các bạn hãy làm sao? Hãy nhắn tin trực tiếp về nhóm trưởng của mình đi. Nhóm trưởng của mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Và Thảo sẽ ngồi viết toàn bộ quy trình sử dụng cái sản phẩm tế bào gốc này để gửi cho toàn bộ trưởng nhóm, để trưởng nhóm có thể đào tạo lại cho các bạn, được chưa? Da mụn viêm chưa có mủ và các nốt bị sưng đỏ bong tróc khắp mặt thì dùng lông khô được không ạ? Cả nhà ơi, cả nhà mình sẽ nhớ giúp Thảo như vậy. Có viêm không được xài nha. Mình hãy xử lý viêm xong đi đã. Mình cho khô viêm đó đi đã, rồi mình hãy cho xài. Da thấy mau mạch bẩm sinh, xài được Lily ơi. Xài đi em, da của chị là da mau mạch rất là mỏng luôn. Nhưng mà mình xài mình sẽ cảm nhận được. Cái đông khô này nè, thị trường rất là nhiều nhưng giá rất là cao. Thảo biết rất là lâu rồi cả nhà ơi, nhưng mà Thảo không thể nào nhập được về cho spa của mình. Là tại vì chỗ giá thành quá cao, rất là khó tiếp cận khách hàng. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà bác Hà báo giá cho Thảo, Thảo đã trải nghiệm rồi thì Thảo cảm thấy rằng là rất là gọi là giá quá rẻ. Những bạn nào mà đang làm phun xăm nha, những bạn nào mà đang làm phun xăm, mình có thể là cho khách hàng bôi luôn. Nó sẽ phục hồi cái môi lại rất là nhanh. Cứ cái gì mà đang tổn thương, đang sưng, đang đỏ, đang phù nề, các bạn cho bôi hết cho Thảo. Da khách em mới điều trị mụn xong, giờ cho dùng cái này được không chị? Hằng Nga ơi, em đã làm sạch hết rồi đúng không? Sạch hết mụn hết rồi thì em sẽ cho khách hàng duy trì cái sản phẩm này. Như một tối, một tuần mình sẽ cho 2-3 tối giúp giùm chị, được chưa? Rồi ban ngày nắng á, thì mình sẽ lót cái thằng này lên trước, xong rồi mình sẽ bôi kem chống nắng đè lên. Lúc nào cũng như vậy hết thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái làn da mình sau một thời gian sẽ rất là khỏe lên. Mụn ẩn không dùng được nha Phương ơi. Mụn ẩn em hãy lấy sạch sẽ ra đi. Mụn ẩn mình hãy lấy sạch sẽ ra. Xong mình xài serum mụn, mình xài thuốc mụn. Xong sau đó làn da hết rồi mà còn thâm, mình cho bôi đông khô giúp chị, được không? Rồi cả nhà ơi, cả nhà của mình còn câu hỏi gì thì cả nhà của mình hãy comment liên hệ về nhóm trưởng ngay một hộp cho chị, được không? Ngay một hộp và liền dùng luôn. Da đang tổn thương, mới tổn thương hiện ra lập tức. Alo, ai đang ai hỏi em cái gì phải không? Rồi tắt mic cho em nha chị ơi. Thảo ơi, Thảo bật mic lại giúp chị đi. Dạ dạ rồi. À cái bạn hồi nãy hỏi Thảo quá, da mà tổn thương quá cho bôi đi gái, bôi 2 tuần. Bôi 2 tuần xong sau đó hãy đẩy vào lăn kim nha. Đừng cho lăn kim luôn. Kỹ thuật lăn mà chưa tốt mà lăn là không được. Kỹ thuật lăn kim Thảo sẽ hướng dẫn cho các cả nhà của mình vào một cái zoom khác. Lăn đúng, lăn hồng thôi, lăn lên rất là đẹp. À cả nhà ơi, hồi nãy Thảo chưa cho cả nhà mình xem về cái hình mà collagen phải không? Các cả nhà mình nhìn lên nhớ tới đâu Thảo sẽ hướng dẫn tới đó nha. Rồi bạn trợ lý mở giùm chị cái hình collagen lên. Cả nhà mình nhìn vô, nếu như ai đã biết làm lăn kim rồi. Rồi cả nhà mình thấy hình không? Thấy hình comment thấy. Rồi bỏ qua cơ chế hình thành nám luôn, collagen elastin chính xác. Rồi cả nhà ơi, cả nhà nhìn vào, cả nhà mình có thấy cái collagen một bên là da thiếu hụt collagen và một bên là da đầy đủ collagen không? Các bạn có biết rằng là khi mình lăn kim nó sẽ làm điều gì không? Nó sẽ tăng sinh collagen và elastin ở phía dưới lên. Nếu như chúng ta lăn đúng, chúng ta sẽ chạm đúng một cái điểm lâm sàng, da chúng ta sẽ rất căng và rất bóng. Cái kỹ thuật này các bạn phải được học. Các bạn mong hết dịch đi thì Thảo và bác Hà sẽ tập trung các bạn lại. Thảo sẽ cầm tay chỉ việc đào tạo cho các bạn về cái vấn đề lăn kim này. Lăn kim không phải cứ cầm kim lên là lăn,
cứ thích sai nào là lựa chọn không có, không bao giờ ra kết quả nha. Các bạn lăn, các bạn phải có kỹ thuật, các bạn phải hiểu rõ cái nền da đó cần cái kim như thế nào. Và khi mà các bạn được học trực tiếp, các bạn sẽ hiểu lý do vì sao mình phải lăn dấu cộng, lý do vì sao mình phải lăn dấu hoa thị. Cái đó là nói theo cho các bạn hiểu, chứ còn từ ngữ chuyên môn không nói với khách hàng như vậy nha. Khi mà lăn thì sẽ nói với khách hàng là làm sao? Em sẽ lăn tái tạo, lăn dưỡng cho chị. Còn lăn hoa thị thì sẽ gọi đó là lăn điều trị. Em ơi, dắt khách này lên phòng và lăn điều trị cho chị. Thì các bạn kỹ thuật viên nó ngầm hiểu đó là lăn hoa thị, được chưa? Khi mà các bạn nhìn vào cái làn da đầy đủ collagen giúp thảo đi, có phải khi mình lăn đường chéo, lăn đường ngang, lăn đường, nó phải đan xen với nhau không? Collagen và elastin là đường ngang và đường dọc đan xen với nhau mà. Thì khi mà cái độ này nó đầy đủ, nó tăng sinh lên thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ chạm cái điểm đáy lâm sàng, nó sẽ làm cho cái làn da của mình rất là căng bóng và rất là đẹp. Nhà mình hiểu được cái vấn đề này chưa? Cho nên là sau khi mà cái làn da của khách hàng khỏe rồi, các bạn hãy lăn nhẹ 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 0.25 là an toàn nhất. Lăn bằng tế bào gốc này, lăn xong cho bôi đến khi hết cặp luôn. Khi mà lăn kim á, đừng có tính 500 rồi lại bán thêm tế bào gốc, mà làm vô nguyên một combo cho Thảo, là một combo 1,5 triệu hoặc là 2 triệu, bao cho khách hàng là một cây kim và một cặp tế bào gốc về nhà bôi và 3 miếng mặt nạ, được chưa? Rồi bây giờ Thảo sẽ giữ lời hứa của mình. Ngày hôm nay bây giờ các bạn đang vẫn ngồi ở đây rất là đầy đủ. Các bạn có mong muốn nghe về giá dịch vụ hay không? Nếu như mà